describe the events of the Hui uprising and particularly relating to the massacre since he was there. Xin đề nghị anh trả lời cho người ta biết là những cái gì đã xảy ra ở Huế cái thời gian bấy giờ, tức là cái sự trả thù này, rồi là những cái cuộc đàn áp này, những cuộc mà massacre như người ta nói đấy. Thế anh có thể tả lại cho bà như thế thì ý trước. Nói riêng về cái vụ gọi là thảm sát mẫu thân có phải không? Dạ vâng, đúng đấy. Vâng. Vấn đề ở Huế đã tạo nên một cái chiến công rất lớn của nhân dân, nhưng mà từ đó thì nó sẽ lãnh cái giá của nó là sự trả thù chưa từng thấy của Mỹ và Ngụy sau đó. Và như vậy là khỏi cần phiên dịch chi nhỉ. Và như vậy á thì nhân dân Huế đã phải trả một cái giá có lẽ là đắt nhất trong cả cái thành phố của chúng tôi. Bởi vì chưa ở đâu mà Mỹ đã bị thiệt thòi kể cả vật chất lẫn chính trị, kể cả sinh mệnh lẫn chính trị như là ở Huế, cuộc trả thù vô cùng khủng khiếp. Nhưng mà tôi thường nghĩ như thế này, thì chúng tôi đã có qua thời kỳ kháng chiến chống Pháp và rồi bây giờ kháng chiến chống Mỹ. Thì tôi vẫn nghĩ riêng đây, ý nghĩ riêng của tôi là đế quốc gọi là thực dân mới á. Thực dân mới nó khôn hơn thực dân cũ. Hay nói một cách khác thì tôi thường nói là thực dân cũ nó chơi phăng rơ hơn là thực dân mới. Nó làm thật như vậy, và trong vụ mẫu thân này tôi thấy rõ điều đó. Tức là tất cả cái tội lỗi của chính Mỹ gây ra thì nó đã biến ra trên thế giới thành một cái chuyện là đó là tội lỗi của những người làm cách mạng đối với chính nhân dân của mình. Tôi nói riêng về vụ thảm sát là một cái vụ mà Mỹ đã đưa ra làm như là một cái bự bối để đưa ra cái bàn hội nghị Paris để bôi nhọ cách mạng Việt Nam. Đây là những điều mà tôi biết như là một người chứng nhân. Tôi xin nói tất cả cái vấn đề khách quan. Cái thứ nhất là nói riêng về những người bị giết, thì trong số đó tất hiển nhiên là có một số người do du kích, do quân đội cách mạng, do phải thi hành bản án tử hình đối với những kẻ mà khi chúng tôi vào nhà để gọi họ ra thì họ bắn đến cung, họ bắn đến đồ. Những người chiến sĩ của chúng tôi đã phải bị thương và những người đó thì phải giết tại chỗ. Đấy, trong trường hợp đó có một viên phó tỉnh trưởng ở của Huế, nó trên lầu nó bắn xuống đến cung không đầu hàng. Chỉ có, nhưng mà như vậy là chỉ có một ít trường hợp thôi. Còn một số những trường hợp khác thì chính nhân dân đã căm thù quá lâu. Đó là những người đã bị chính nó tra tấn, chính nó làm cho tất cả gia đình phải bị đi ở tù, ra ngoài đảo, vân vân. Và đến khi mà cách mạng bùng lên, họ được như là lấy lại cái thế của người mạnh, thì họ đi tìm những kẻ đó để trừ, như là trừ những cái con rắn độc mà từ lâu nay nếu con sống thì nó sẽ tiếp tục nó gây tội ác trong chiến tranh. Thì có một số đó, mặc dù là chúng tôi chủ trương rằng những người đã bắt và đầu hàng để hỏi khai thác thì sẽ cải tạo chứ không giết, nhưng cái hành động của nhân dân trong một cái cuộc chiến tranh bùng nổ như vậy thì chính những người chỉ huy của cách mạng cũng không thể nào mà kiểm soát nổi họ. Và họ đã có từ mình thi hành lấy bản án tử hình đối với kẻ thù quá quá nặng nề của mình. Nhưng mà tôi xin nói với các bạn là như thế này, một cái người mà như vậy á thì chính họ đã giết trong cái gia đình kia 10 người, thì bây giờ người ta chỉ giết lại một người mà thôi. Như vậy là cái giá đó tôi nghĩ là nó nhẹ. Nếu ai đã từng theo dõi cuộc chiến tranh thì sẽ thấy từng cái món nợ đó là rất nhẹ, nó rất gọi là công bằng. Thế nhưng mà cái số này thì chúng tôi cũng nghĩ là trong cuộc cách mạng nào cũng có những cái vấn đề như vậy. Bởi vì chúng ta đều biết là đây là một cuộc chiến tranh giữa một cái về vật chất thì cái sự tương quan nó rất chênh lệch. Nếu nói về sức mạnh quân sự và về vật chất của nó thì chúng tôi là những người ít, nhân dân không có vũ khí như đế quốc Mỹ cả. Và sự căm thù và sự thi hành bản án của họ như vậy là nhẹ. Còn cái đa số mà chúng tôi đã ra trình diện và sau đó có một số bị giữ lại thì số đó chúng tôi đã đưa lên rừng và ở trong những trại cải tạo. Và trong số đó có những người đã hầu hết đều trở về. Nếu như chỉ có một vài người tôi biết đã vì
vì chịu đựng không nổi về khí hậu, cho nên họ họ ốm thôi và không không hề đáng kể. Còn tất cả đều sau đến ngày giải phóng thì họ họ đã trở về gia đình cả. Thế nhưng mà có những cái sự chết chóc đã xảy ra. Sự chết đó là một cái khối lớn đã làm nên những cái nấm mồ đầy dày ở trong thành phố này và được địch, được Mỹ và Ngụy đưa ra quay phim và đưa đi. Thì những nấm mồ đó là ở đâu? Những cái xác chết nằm ở dưới đó là ai? Cái thứ nhất là chính nhân dân đã bị bom của Mỹ thả xuống và chết không biết bao nhiêu ở trong trong cái đợt mà chúng nó phản kích. Thì dù như là ở một cái bệnh viện nhỏ ở bên phố Đông Ba đó, thì nó đã thả một cái bom và đúng 200 người vừa chết vừa bị thương ở tại chỗ đó. Tôi đã đi trên những cái đường đường hẻm đó mà ban đêm tôi tưởng là bùn, thì tôi mở ra bấm đèn lên thì toàn là máu lầy lồi như vậy, và đó là cả một khu phố bị bom Mỹ đã giết. Thì cái số đó, nhất là trong những ngày cuối cùng, thì chúng tôi rút ra và nó đã thâu lại và đem đi chôn. Cái thứ hai, hàng loạt gia đình có con em đi tham gia cách mạng, có thanh niên đi lên rừng trong sau mậu thân, thì chúng vào và đã bắn chết những gia đình đó và cũng đem vào trong nghĩa hộ đó. Còn lại một số những cái xác của quân giải phóng mà chúng tôi không kịp mang theo thì chúng cũng đưa vào. Còn có những số đoàn chính là thanh niên đi lên rừng hoặc là chính là những người tù binh thôi, chúng tôi không có hề có ý định gì giết nó, nhưng mà đi đông như vậy đi lên rừng và máy bay Mỹ đã cương quyết, nghĩa là tìm cách tập kích vào để cho không còn ai có thể sống sót được nằm ở bờ rừng. Và như vậy á, thì kể cả những đồng chí cả của tôi, những người lính giải phóng quân đó cũng hy sinh ở trong đó luôn, trong trong cái nhiệm vụ hộ tống cái đoàn đó lên. Sau này trong năm 75, 76, 77 chúng tôi đi làm thủy lợi đó, làm dẫn nước sông Hương đó, chúng tôi đã đào lên những cái nấm mồ mà trong đó gọi là nấm thảm sát màu thân, thì đầy cả những người đội mũ tai beo và mặc áo quân quân giải phóng. Thì đấy là một cái sự tôi nói rằng đấy là cái gọi là cái rắn mạnh của thực dân mới. Nó bắn một mũi tên và được hai mục tiêu. Cái thứ nhất là che giấu tất cả những tội ác mà nó đã làm, và cái thứ hai nó đổ cho tất cả những cái đó cho quân đội cách mạng. Đấy là một cái điều mà tôi đã theo dõi, tức là một cái nhà sử học Mỹ đã đến thăm Huế ở đây và đã nói một cách công khai là ông ta cho biết rằng kế hoạch đó là một kế hoạch tuyên truyền rất lớn, có tính cách chiến lược mà của chính Kissinger đề ra, và nước Mỹ đã phải tốn một cái ngân sách rất lớn để dùng cho cái vấn đề gọi là mậu thân ở Huế. Cái thứ hai tôi xin nói với các bạn nhân dịp này là như thế này, là tất cả cái bộ máy tuyên truyền mà cỡ thế giới của Mỹ đã dùng vô một cái chuyện gọi là mậu thân và đã làm đổi trắng thay đen như vậy để lừa bịp nhân loại. Thì chúng tôi nghĩ là riêng về những số người mà chúng tôi, ví dụ như nhân dân đã thi hành cái bản án tử hình, thì điều đó là điều đương nhiên. Người ta đã tự động để mà cái lòng căm thù nó đẩy đến cái mức đó. Mà một cái số đó là không có đáng giá gì so với những kẻ đang có thể là sống sót sau vụ đó. Và bây giờ nó đang còn sống và nó đã chạy ra nước ngoài và nó trở lại nói xấu, tiếp tục chống lại cách mạng Việt Nam. Thế nhưng mà các bạn thông cảm, chúng tôi đã được sự ủng hộ rất to lớn về tinh thần của nhân dân toàn thế giới. Nhưng khi trực diện về kẻ thù và đổ máu ra thì chỉ có nhân dân của chúng tôi phải đứng trước họng súng và chúng tôi phải đổi lấy máu của chúng tôi. Trong sự chiến đấu đó, có thể nói là chúng tôi đơn độc để thi hành lấy bản án đó, bản án đối với những cái kẻ tự thù của dân tộc của mình. Thế nhưng mà như vậy á, thì tôi nghĩ là thế giới đã có một cái phiên tòa. Phiên tòa đó đã kết án những kẻ đó là tội phạm chiến tranh, tức là tòa án Bertrand Russell. Nhưng mà Bertrand Russell đã phải tuyên bố rằng đây là những tội phạm chiến tranh. Nếu có tòa án Nuremberg thì sau chiến tranh hàng loạt những cái kẻ mà chúng tôi tha trong mậu thân vẫn còn phải đi lên giá treo cổ. Nhưng mà tiếc thay là huống tước Bertrand Russell cũng đã nói tiếc thay là bản án này không thi hành được, không bao giờ thi hành được. Vì vậy cho nên một cái tên lính Mỹ đã giết hàng loạt người như trung úy William Coley đó, đã giết ở tại Sương Mỹ đó, thì nó không hề bị lên giá treo cổ. Mà như vậy á, Mỹ lại
quên cái vụ đó đi và để đem những cái người gọi là chết trong màu thân và nó bôi nhỏ ra như vậy, thì đấy các bạn rõ là Mỹ không 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 hề gọi là kể đến cái sĩ diện của một nước lớn tham gia vào một cuộc chiến tranh. Người chính quyền Mỹ đã từng đìa ra. Ngô Đình Diệm là một tên phát xít rất là đúng nghĩa. Tôi đã sống ở đây suốt cái thời của Ngô Đình Diệm và tôi thấy rằng chính Diệm muốn trở lại làm một cái ông vua ở Huế, bởi vì trước Diệm đã là một cái viên quan rất lớn ở Huế. Ví dụ như gia đình của Diệm ở tại ở Huế đây, ở nơi cái cầu Phụ Cám đấy, thì hàng năm đến ngày Tết, tất cả những người trí thức và những người người quyền, tất cả những người giáo sư dạy đại học vân vân đều phải mặc áo xưa đó, áo quân xưa, và đến quỳ ở trước sân và tung hô chúc thọ cho mừng tuổi cho cả gia đình, cả toàn bộ gia đình họ Ngô, kể cả Ngô Đình Diệm và bà mẹ, và ngồi trên những cái ngai vàng. Chỉ cái hình ảnh đó biết rằng cái mà Diệm gọi là dân chủ nó đã như thế nào. Nói chung thì không hề có cái gì gọi là dân chủ cả, mà là một cái chế độ phong kiến và phát xít hoàn toàn. Đấy là riêng về cái gia đình của Diệm. Nhưng mà còn những cái điều mà nó làm á, thì phải nói rằng nó triệt tiêu hết tất cả những cái quyền tự do dân chủ của một người, của người trung bình có thể đòi hỏi được. Thí dụ như là nó ra một cái luật gọi là tất cả cái bản chất của nó là phải là tiêu diệt cộng sản đến cùng. Vấn đề của Diệm là như vậy, và Mỹ muốn đưa Diệm để làm cái việc này, cho nên nó phải loại trừ ảnh hưởng của cách mạng tháng 8 ngay trong cái thành phố này, là một thành phố đã lật đổ ngôi vua và treo cờ cách mạng tháng 8 lên ở tại cái cố đô này. Thì như vậy á, là những cái gia đình mà có con đi lên đường và đi ra Bắc tập kết thì gia đình nào ở đây cũng có, và đã bị lần lượt đều đã bị tù đày và bị tra tấn đến bao giờ, nghĩa là quên đứa con của mình đi. Và sau đó thì rất nhiều nhà đã giấu biệt những đứa con của mình đã đi tập kết. Đấy là cái sự chống đối cộng sản đến cái mức làm cho người ta quên hẳn cái màu cơ của cách mạng tháng 8. Từ đó nó đi đến một cái sự đàn áp không bao giờ tiếc tay bất cứ một cái biện pháp nào. Một cái biện pháp nữa là thí dụ như là với những cái gia đình mà gọi là những người dân lao động đó, thì nếu có chồng đi tập kết và để lại một đứa con ở trong bụng á, thì người quyền của tay sai Ngô Đình Diệm á là dậm lên bụng, và cho đến lúc mà cái thai phải văng ra ngoài, và nó nói là không thể nào để một cái giọt máu của cộng sản ở trong bụng được. Đã làm tất cả tràn lan như vậy dưới cái tên là luật 10/59, Diệm làm những cái điều đó. Ở Huế có một cái khu vực giam rất nổi tiếng là khu vực chín hầm, gọi là khu vực chín hầm, và nó đã nhốt những người yêu nước ở trong những cái hầm. Cái hầm đó là khi mà Diệm đổ và chúng tôi lên mở hầm á, thì có nhiều người giống như một người rừng, tức là râu tóc và một nắm xương, và quanh năm họ phải ngồi ở trên những cái trần, và mưa nước sụp xuống và nước dầm ở dưới chân họ năm này qua năm khác, và họ chỉ ngồi thôi. Và như vậy là ở sau mông, sau lưng đều bị lở loét hết, họ không còn nhận ra con người, không còn nhận ra con người nữa, họ giam cho đến chết. Đấy là cái khu chín hầm rất nổi tiếng. Đó là những cái biện pháp đàn áp đối với cộng sản. Tôi chưa từng thấy, có lẽ là Hitler nó có thể giết người đến như thế nào. Còn cái vấn đề tôi thấy thì tôi thấy chưa có một cái tội ác nào có thể nhân loại mà sau Hitler có thể tái diễn ra ở đây dưới thời Diệm. Còn những cái quyền khác, ví dụ như vấn đề tôn giáo chẳng hạn, thì Tổng giám mục Ngô Đình Thục là anh ruột của Ngô Đình Diệm, là cai quản của vùng này, và nó bắt tất cả những người Phật tử cũng như người không theo tôn giáo nào á phải xử sự và thờ kính giống như một người Công giáo. Và từ đó thì đến cái ngày sinh nhật của Đức Phật đó, thì nó cấm tất cả những người Phật tử không được treo cờ của Phật giáo á. Và điều đó đã đưa đến cái vụ đấu tranh và bùng nổ cái cuộc phản đối của những người Phật tử. Rồi từ đó cái yêu cầu về dân chủ, về sự cấm thù, về chế độ Diệm nó đã bùng lan khắp thành phố, và thành phố của chúng tôi là nơi bùng nổ đầu tiên
đi đến cùng thì Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ.